Hôm nay, lượt đấu xoay vòng thứ hai của Cười Xuyên Việt Tiểu Long Hội 2017 sẽ mang đến chủ đề thú vị, chủ đề mùa. Ở cặp thi đấu đầu tiên, nhóm Hey Man, những chàng trai lựa chọn mùa đông để biểu diễn với thể loại hài mới. Và ngay sau đó, mùa xuân sẽ dành cho nhóm Kỳ Tài. Liệu Kỳ Tài có chiến thắng trong phần đặt cược và lấy lại một phần quỹ để có được tiền thưởng hay không? Hey Man có nhường bước cho Kỳ Tài. Hãy cùng sẵn sàng mở hội Tiểu Lâm của Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với hai MC đẹp và độc, Khả Như và Anh Tú. Anh Tú, Khả Như, xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017. Chương trình Cười Xuyên Việt Tiểu Lâm Hội 2017 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Và kính thưa quý vị, đêm thi đầu tiên chủ đề là những bài học tuổi trẻ với các khía cạnh là tình tiền tù tội đã mang đến cho quý vị khán giả những tràng cười thật thoải mái. Và với tuần này, với chủ đề hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ hé lộ ngay sau đây. Nhưng trước hết, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để đến với ban bình luận. Đầu tiên, diễn viên Gia Bảo và diễn viên Dương Lâm. Xin được trân trọng giới thiệu tổng đạo diễn Diệp Tiên và ca sĩ Vũ Hà. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo xuyên suốt Kiều Anh và giám khảo khách mời nghệ sĩ Hoàng Sơn. Và chủ đề đêm thi của chúng ta đêm nay đó chính là chủ đề mùa. Có 4 mùa trong năm, đó chính là xuân, hạ, thu, đông. Và bây giờ đêm thi với chủ đề mùa xin được phép bắt đầu. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược. Và đây, còn bên cạnh tôi lúc này chính là nhóm những chàng trai Hey Man. Hey man. Ủa sao buồn vậy mấy anh? Không phải buồn chứ, tại vì hồi tuần trước đó là mới được 15 triệu thì sợ vui quá anh Tú mượn tiền, không có để cho đâu, hiểu không? Phải ém lại. Không, nhưng mà bây giờ em hỏi nhóm mình là cái 15 triệu đó mình xử lý hết chưa? Không cho, đừng có hỏi chuyện có cho đâu mà xử lý hết chưa. Em thường thường là em biết là được mấy anh nhậu rất là nhiều mà. Nhậu làm nghệ thuật mà anh nhậu gì? Nhậu say vô mà. Hey man, em sai Hey Man. Người ta chỉ đi uống sinh tố, ăn bánh tráng. Được, cà máu gọi là thôi. Ok, để sau cuộc thi rồi nói chuyện với nhau nữa ha. Đến cái phòng đặt cược này, giá trị tài sản đã bị thụt xuống vì các anh đã đặt cược 15 triệu vòng trước. Với vòng này chỉ có hai mức 10 và 5 triệu. Các anh sẽ thỏa thuận với nhau mình chọn mức đặt cược nào cho cái vòng thi này, mình có đủ tự tin hay không. Và em nghe nói là các anh dựng một tiểu phẩm là hai hành trình. Hơi bị hành với trình đồ nè, trình bài đồ đó. Chứ phải có trình độ nè. Trình độ. Phải đi hành nữa nè. Phải đi hành nữa. Rồi, bị hành là từ sáng trưa chiều tối tập tới phía xong sáng mai ngủ tới chiều, xong cái chiều tối tập cái nữa là nó lội bị hành. Thôi em nghĩ là thôi mấy anh đừng nói nữa, đừng kể câu chuyện nữa. Bây giờ mấy anh đó đó trọng mất cười cho nói chương trình luôn. Bây giờ bí mật đó, bây giờ đã. Bây giờ em phải bỏ tay, nhưng mà bây giờ em sao em em bịt tâm mà. Có bịt mắt nè, bịt mắt có nghĩa là không thấy đúng không Tú? Anh em mình chơi gì luôn đi nè, nè. Giọt đuôi luôn đó. Rồi, đề vui, xong. Rồi xong. Em biết cho bao nhiêu không? Em đó biết coi, nếu là em với cái tính chất mà tham tiền cho mấy anh thì chỉ có 10 triệu thôi chứ không có gì. Anh nghĩ thôi anh tôi anh tham tiền. Vậy em sai rồi Tú à. Để rồi coi. Sai cái cách bạc này. Được. Hey man. Ok, hey man, để rồi coi Tú sẽ là người phui phong bì của Hey Man. Khả Như đã từng cố vấn cho rất nhiều chương trình Cười Xuyên Việt từ mùa 1 tới bây giờ. Thì theo Khả Như, cái thể loại hài nào là khó nhất? Không, thật sự là hài thì cái thể loại nào cũng khó hết trơn á. Hài dễ là đâu. Khó rồi đúng hài không? Hài là đã khó rồi, phải thông minh, phải khéo léo. Nhưng mà đối với Như á, thì hài hành trình được gọi là khó và phải yêu cầu rất là nhiều yếu tố. Chết anh em tôi rồi. Sao vậy? Nhóm những chàng trai Hey Man quyết định chọn chủ đề thể loại hai hành trình. Nói rồi, ngay từ lúc đầu mấy người mà giỏi người ta sát như nhau, người ta hay làm mấy cái chuyện mà kinh thiên động địa. Ừ, đúng rồi. Khủng khiếp. Mà ai xúi vậy? Tự xúi nhau luôn, nguyên nhóm tự xúi nhau luôn. Tự xúi nhau đi làm luôn. Rồi vậy thì bây giờ á, thắng hay bại là do chính họ. Chúng ta hãy cùng háo hức chờ đợi coi Hey Man làm gì nhé. Hey. Thiếu cha, cháu hơi, ông không hơi, mắc mớ cái mặt tôi hơi hoài vậy. Lạnh quá làm cho không khí nó sôi động lên để người nó nóng đó mà. Cái loa cũng vậy nữa. Cái gì đâu mà đi cáp treo có một bài mở hoài. Đúng rồi đó, đi từ nãy giờ 20 phút trên cáp treo mà vẫn chưa tới cái đỉnh núi Hi Maria Barcelona. Sao kỳ vậy trời?
Có cách rồi, có cách rồi. Ở trong đây nè, tôi có cuốn sổ. Đây đó. Từ 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 từ. Phải tìm được cái người. À đây rồi nè. Để liên lạc ở phía dưới. Vui lòng bấm phím tính toan. Tính toan. Ê, cái tiếng toan là cái tên, cái chuông. Cái chuông. Cái chuông. Ê, kế bên cái số 0 nè. Ê, bấm số 0 coi sao. Xin chào mừng quý khách đã đến với khu du lịch cáp treo đầu dê bán thịt chó. Cái gì vậy? Cáp treo tên kỳ vậy trời. Nghe cái tên cáp không muốn đi luôn á trời. À. Quý khách nghe tiếng Việt vui lòng bấm phím 1. Muốn nghe tiếng mẹ đẻ vui lòng bấm phím 2. Rồi. Muốn nghe tiếng địa phương vui lòng bấm phím 3. Rồi cái phím 4 là cái gì? Là tiếng lòng. Tiếng lòng là tiếng gì? Cái lòng là tiếng của tôi. Trời ơi, cái loa nó nhiều chuyện tới sợ rồi. Làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút xíu coi. Alo. Alo, hỏi cái gì hỏi đi. Nghe không? Nghe rồi. Rồi, à, chừng nào lên đỉnh? Ô, hỏi cái câu gì mà tế nhị thế hả? Ông bị gì vậy? Đó. Ý là chừng nào tôi mới lên được cái đỉnh Himalaya, Barcelona, xa là la là la. Để lên được đỉnh núi đấy thì chúng ta phải vượt qua biết bao nhiêu đồi, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Không thầy đố mày làm nên mò kim đáy biển đấy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, thằng quỷ nhỏ mày làm cái gì vậy? Mày phá phách quá à, đi ra chỗ khác coi. Vân con biết rồi. Ủa, tôi đang nói chuyện với ai vậy? Thằng bé. Thằng bé nào? Trời ơi, thằng bé, mấy thằng bé đừng có đưa vô phòng, nó phá hư cái phòng của mình đó. Hiểu không? Đuổi cổ nó ra. Đuổi nó đâu được, nó con của ông chủ rồi, cát treo đồ dê mấy thịt chó mà. Mời nó ra nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ cho hỏi cái nè, nghe không? Nghe rồi. Ờ, nói tóm lại là tầm khoảng 20, 20 mấy phút nữa là tới đó. Ờ, vậy đi. Vậy đi. Thì tầm 20 phút nữa mới lên tới đỉnh. Đúng rồi đó. Ủa? Cái gì? Ủa sao mày bên đó? Tao mày bạn mà tự nhiên mày đi khác cabin là sao? Ủa nãy nhớ đi chung mà. Ủa đi chung mà. Tao tưởng ba. Vậy đi hả? Từ lúc mà sắp hàng lên cấp chơi là quế ông lắm nha. Sao quế tôi? Bại ông bên kia không nắm tay. Nắm tay tôi vô đây chi vậy? Trong khi đó, đó, vợ tôi nè, vợ tôi. Đó, con vợ tôi. Không, không phải. Tôi bị nắm tay lộn. Ông đuôi rồi, ông đuôi rồi. Nè nè nè, còn cái ông kia ha. Ông nghĩ sao ông bỏ vợ ông dưới núi, ông lên đây với ông vậy? Để cái ông nội nè, ừ. Ông nắm tay tôi rõ ràng không? Số điện thoại số nhiêu vậy? À, chưa có hả? Tôi hiểu thắng con vợ tôi quá mà. Quay, buông ra. Ông bỏ đi. Phải, ông phải là người bỏ túi với bọn. Ông phải bình tĩnh đi. Ông phải bình tĩnh đi, bình tĩnh. Tôi nóng, bình tĩnh lắm. Hai vợ chồng bị chó như nào vậy? Không, cái gì cũng bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày nè, mày kéo bên kia đi. Tớ kéo nè. Nói gì tôi lắm tay. Tao đang kéo. Mày kéo đi. Tao đang kéo. Mày, ê, mày nạt ai? Tao nạt mày đó. Mày nạt tao à? Tao nạt mày. Ê, mày muốn chơi à? Chơi 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 ơi. À thằng già, mày là thằng già. Nè. Không phải. Chơi mày luôn mày. Chơi mày luôn. Chơi thì chơi mày. Ừ. Mày đợi. Không phải. Quý khách ơi, xin thông báo quý khách đang trên độ cao rất nguy hiểm, cho nên quý khách đừng tỏ vẻ là mình nguy hiểm nữa. Nhưng mà thằng này nó chửi tôi quá, tôi đâu có nhịn nó được. Nhịn không được hả? Đúng. Ờ thế thì xúc đi. Xúc luôn. À hay lắm. Trận đấu kinh điển trên độ cao mấy nghìn mét lận. Mấy cái gì mấy, vậy? Hả? Mấy nghìn mét hả? Cao hả? Thế đang xuống tí nha. Ừ. Quý vị và các bạn đã đến với trận đấu kinh điển đã đạt độ cao 1 mét. Tự tin liền. Rồi bây giờ ông già này, ông già đang loay hoay là cầm lơm cầm biên thì thằng trẻ thấy như thế đã một phát vào mông ông già. Ông già quay sang la lên đau. À. À. Không phải A, phải la là B mới đúng. B. Thằng trẻ thấy thế lêu lêu. À lêu lêu, mình lêu lêu tao hả? À. Không được cọc với người ta, phát này là phải cười ngây ngô. Thằng trẻ thấy thế, được nước làm tới lêu lêu thêm phát nữa. À lêu lêu phát nữa. Ờ cái thằng điên kia người ta chửi mà mày đứng mày cười à? Nó xui tao mà. Bây giờ không biết làm gì, ông già tức tối mới leo qua bên cabin của thằng trẻ. Leo nhanh quá đi. Ơi ơi. Lúc này thằng trẻ lúng túng bối rối không biết làm gì, bèn đứng im cho thằng già đánh. Mày đi phải cho chạy chứ. Thế thì chạy đi. Ừ. Thằng già thấy thế bèn dí theo thằng trẻ. Đi ra. Mày bảo mày. Chạy nào quá đi. Vâng, kính thưa quý vị, như thế là trận đấu kinh điển đã kết thúc với tỷ số 1-1. Cái gì vậy? Tôi mới nắm đầu nó phải ăn 1-0 chứ. Mày không nhớ cú đá vào mông lần đầu à? Trời, nó còn nhớ mà. Thằng quỷ ơi, phá quá à, để yên đi, đang mát xa mà.
mà massage em ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Nè, nè, tao qua ở bên đây rồi nha. Trời. Nha, đừng bao giờ giỡn mà tao cứ nói nghe chưa. Rồi, xin lỗi mày. Vậy mày chỉ lẹ thôi, nguy hiểm lắm á, đừng có giỡn nữa. Em xó gì anh? Em không cố ý. Em xó gì anh? Em đẩy sát lại trên rồi. Cô Trần anh ơi. Mày nói ai? Nè, để nói cho biết nè, ê thằng già, mày còn non, mày còn xanh, mày còn tươi, mày còn trên cành lợn, tao thì chín tới rồi, cho nên đừng đùa với anh nhé. À đừng giỡn, anh đừng có té. Sao mày xin lỗi tao đi chơi? Tao xin lỗi mày, tao té bây giờ. Xin lỗi là tình chưa? Tao xin lỗi mày, không bao giờ tao vậy nữa. Tha mày đó. Thằng này phải vậy đó. Gì đâu bạn bè không kỳ cục, nhậu cho đã vô xem cái này lộn, người lộn, cái quýnh lộn. Nhậu gì vậy? Nhậu gì? Có vui không nhậu? Ủa nhậu vui mà. Vui chỗ nào? Ủa nè, tôi cũng biết nhậu, có bao giờ mấy người rủ tôi nhậu đâu. Nó rủ bà nhậu đó. Uống sao vậy? Mà nhậu vô xong cái bà nói câu nào đúng cái đó à. Làm gì có ông này vừa đừng có gì đó nè. Vợ tôi nó hay lắm anh, nó nói gì đúng rồi, nó uống một ly vô nó phán là trúng bóng. Cái gì mà ghê dữ vậy? Biệt tài đó là biệt tài luôn á. Trời ơi ghê vậy. Để tôi kể anh nghe nè, hôm bữa đó ba tôi đang bệnh, nó đi nhậu với bạn nó về sao nó thấy ba tôi nằm nè. Ủa ba bệnh lâu sao ba chưa chết? Rồi ba ông sao? Ba ngày sau mở cửa mã liền. Sao khủng khiếp vậy? Thấy đâu? Thấy quá đâu? Thôi đi. Thằng bao nhiêu tấu hệ này tao không biết làm gì luôn á. Bây giờ nè, đàn bà con gái uống bia rượu là sang chứ không đúng có rồi. Gì hết. Đúng rồi, đừng có uống, đừng cứ uống đi nè. Uống lại không? Không có gì. Chị cứ uống một ly, có sao đâu. Đừng, bà không được uống cái gì nè. Trời ơi. Chơi. Bà không được uống. Đó. Bà uống luôn rồi. Hay à. Rồi nói cái gì nghe vui vui coi. Vui vui hả? Ừ. Cáp treo đứng lại. Tôi nói rồi, mấy người không tin. Anh ơi. Cái gì? Cho vợ tôi uống một ly nữa. Kêu cáp treo chạy nhanh lại lên. Uống giùm ly, nó cáp treo chạy luôn đi nha. Cáp treo chạy nhanh. Ôi, chạy nhanh quá vậy? Sao nhanh quá vậy? Anh ơi! Cái gì? Tôi uống hết rượu luôn! Tôi uống hết rượu luôn hả? Lẹ lên! Đầu quân ra đi bà nội! Nhìn lên đi! Rồi, nói cái gì đi! Sao giờ tôi không nói? Nó xỉn luôn rồi! Trời ơi! Trời ơi! Bây giờ làm sao đây? Ai biết! Bây giờ là... Xin thông báo, xin thông báo với quý khách là hiện nay trạm điều hành đang bị lỗi. Bây giờ chết rồi, nguy hiểm quá, sắp sửa nổ rồi. Cái gì nổ vậy? Anh ơi. Cháy trạm điều hành rồi kìa. Trạm điều hành nổ rồi mọi người ơi. Bây giờ cháy trạm điều hành thì phải làm sao đây? Làm sao đây? Chúng ta phải chết đây sao hả? Làm sao đây? Không được, mình phải thoát ra khỏi chỗ này. Không được. Mọi người yên tâm đi. Những lúc như vậy phải bình tĩnh, không được hoảng loạn. Để tôi giải quyết cho. Làm sao? Tôi đi tự tử. Không à. Cái cáp treo nó gặp sự cố như vậy là không phải lo lắng đi. Bây giờ còn đổi gì tự tử là sao? Các người cũng giống gia đình tôi thôi. Gia đình tôi, cuộc đời tôi chỉ có một mình Honey thôi. Vậy mà cũng không ai hiểu cho tôi. Honey ơi, tôi chỉ có một mình Honey. Tại sao không cho tôi ở chung? Tại sao không cho tôi chăm sóc? Honey chết rồi. Tôi không còn muốn sống nữa. Tôi chết đây. Này đi. Tại sao vậy? Không có người phụ nữ này thì có người phụ nữ khác. Tại sao mà chết? Đúng rồi. Trên đời này thiếu gì phụ nữ tốt. Người chết ở trong này được không? Hãy ông im đi. Người phụ nữ gì ở đây? Má nó Honey á. Honey là con chó của tôi. Đạp nó xuống liền. Đạp xuống liền.
Dơ thẳng chân nè, dơ thẳng chân, đạp xuống liền, đạp xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái gì cũng vậy, mình là con người với nhau mà, mình phải có nhân đạo, phải có nhân tính. Biểu quyết đi. Ai muốn nó xuống đúng không? Dơ tay lên. Bốn thằng á, bốn phiếu á. Đi đi. Ủa mày tự tử sao mày sợ vậy? Tao sợ đâu cao. Suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Bây giờ rối quá, bây giờ làm sao bây giờ? Cấp treo nó dựng lại hẳn rồi. Không còn cách nào khác luôn đó. Tìm cách đi mọi người ơi, mọi người ơi, tìm cách đi. Hiểu không? Chị đừng có cưa mà ha ha. Má đi kìa, má cưa. Đúng, tao không cưa. Bây giờ là mày cưa. Cái gì? Mày cái gì? Cái gì? Mày cái gì vậy? Mày cưa không? Không phải, không được. Mày con người tao quăng con nhỏ dưới liền. Chồng ơi, cứu em. Không được. Mày quăng thằng này xuống đi, con vợ tao cưa. Hả? Tao muốn cưa mày ghê luôn á. Vợ tao tao phải cứu chứ. Bây giờ được cưa đúng không? Tao đi lên, từ từ. Mày cưa. Từ từ. Mày cưa liền. Được rồi. Tao giục cái cưa. Hay quá. Cái cưa hay quá. Tao giục cái cưa hay. Ha. Mày dám quăng cưa tao hả mày? Bây giờ mày phải cưa cho đứt. Mấy fan ơi, cái này nó có mưu tư. Khó lắm. Trong tình huống này tôi đành phải cưa thôi. Ai? Nè. Tỉnh đi. Mày cưa mạnh giờ rớt nhanh rồi sao? Nhẹ nhàng thôi chứ. Cưa chậm chậm thôi mà. Muốn nhẹ nhàng đúng không? Đúng. Thôi được rồi, nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Trời ơi, cha mẹ xin mày cha trời cho hình mạng sống, khi mà tại sao mày hi hi xin nói cũng là do hai thằng bay. Tại sao là do tao? Còn cho nó chơi sao không đi? Thì không thiếu à. Còn con kìa, yeah, tao nói chân lại, chân lại đi. Con giật nãy giờ rồi. Ê, cái lớp nãy mệt đó chứ. Mệt á? Không. Hao hơi lắm mà. Con suy nghĩ lại con muốn chết nữa. Phải nói liền nghe chưa? Bây giờ phải kiếm cách xuống dưới lại đi. Mày xàm không à, không làm được cái gì hết á. Đúng rồi. Mày tìm khúc này, phải tìm cách xuống dưới nè. Ê, có người. Có người. Ê, có người kìa. Có người kìa. Ê, con ông đi. Cứu tôi với. Cứu đi, cứu đi. Cứu tôi với. Cứu tôi đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Với cái khoảng cách độ cao vậy kêu làm sao người ta nghe được. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao? Trời chú. Cứu tôi với. Mày có bị điên mà quăng cái áo rồi nó bay nhiêu. Quăng cái áo dưới cành cây rồi thì cha. Quăng cái khác đi. Cái gì nó nặng hơn hiểu không? Cho mượn cái điện thoại. Kiếm cái khác đi. Cho mượn cái điện thoại nhanh lên. Mới mua. Nhanh lên. iPhone X à? Kệ nó. Anh tài xế ơi. Mới mua 38 triệu. Không quan trọng, cái quan trọng là mình xuống được tới đó. Tôi mua lại 2 cái. Đồng số nhanh lên. Đồng số đi, anh tài xế chứ với máy rồi kìa. Được rồi. 0903 0903 58 sẹt 12 sẹt 48 5B Phạm Ngũ Lão Gò Vấp. Sao nhà nhiều hẹ nhiều sẹt vậy? Trong hẻm mà. Trong hẻm mà. Hèn gì shipper ra không tới là phải rồi. Đúng rồi. Số điện thoại ba. Số điện thoại của ba. Số điện thoại nhanh lên. Rồi rồi. Không, quên quên. 0903 09. Ủa đi. Alo, anh tài xế. Anh đang nghe máy. Anh tài xế. Dạ. Dạ em biết rồi. Em biết rồi. Dạ dạ dạ. Rồi, để em về em nhắc lại cho. Dạ. Đâu có bóc máy đâu. Nó bậy quá rồi, em hiểu rồi, hiểu rồi. Cho lộn số rồi gọi cho bà thím nè bắt máy kìa. Bà thím nào? Ai biết, bà nói nạp tiền đi rồi gọi tiếp. Nạp. Ai? Không có tiền. Điện thoại vô dụng. iPhone mấy mét của tôi. Nè. Bà kia. Hả? Bà kia. Gì? Có điện thoại không? Có. Ý mà hết pin rồi. Thằng này có điện thoại không? Em xin lỗi, tại em muốn đi tự tử mà em sợ không có tiền tự tử, cho nên là em bán điện thoại để có tiền tự tử ra. Không làm được cái gì hết, trong cái cabin này không còn ai có điện thoại hay sao? Sao không hỏi tôi? Bà dâu. Ê. Mình trong không.
cái, sao không lúc nào mày làm được cái gì hết? Còn cái điện thoại cuối cùng rồi mày cũng làm rớt được, làm sao có thể mà gọi điện thoại ở dưới được? Không làm được cái gì hết trong cái cuộc đời này, mày không làm được cái gì hết. Muốn biết mày xà bông vô được chứ? Nhanh lên, xà bông đâu? Nè nè, tao gọi đầu mày hôm nay nữa nè, chúng mày tỉnh táo cái đầu óc mày ra, mày không làm được cái gì hết, xịt vô nhiệt tình vô nè, mày làm được cái gì? Mày coi đây. Hà chi tại mày ngu, có như đó không làm được. Chỉ còn tao thôi, tao mới có cách thôi. Đây còn chai rượu này, tao sẽ gọi chọn xuống dưới. Nhớ chính xác. Mày không đợi tao luôn à? Đợi chút xíu đi. Ừ, đợi đi. Sao rồi? Canh kia giúp đỡ. Canh kia biết bài à? Tao không biết, đừng lý giải khúc này. Không lý giải được đúng không? Nhanh đi, nhanh đi. Tao sẽ chọn xuống dưới. Tao chọn xuống dưới chúng ổng. Tiếp đất rồi, tiếp đất rồi, tiếp đất rồi. Chạm đất. Được, có người cứu rồi. Có người cứu. Có người cứu tụi mày. Có người cứu rồi. Trời ơi, trúng đầu ông tài xế, xe cấp cứu chở ông đi luôn rồi. Bây giờ phải làm sao đi? Cái gì bây giờ? Anh ơi, cái gì để lúc khó khăn như vậy? Anh ơi, cái gì muốn tự tử rồi, tự tử đi. Dạ không, em không muốn tự tử. Anh ơi, có gì ăn không? Em đói bụng quá. Ăn gì giờ này ác nhân vậy? Cái gì vậy? Bên kia có gì ăn không? Đói bụng quá. Ông có cái gì ăn không? Đồ ăn vợ tôi giữ hết rồi. Bà có đồ ăn không? Cho nó ăn kìa. À có. Giỏi lắm. Đồ ăn đâu? Chỉ có phụ nữ mới làm được thôi. Để dưới á. Phụ nữ gì? Không có ai có đồ ăn hết. Không có ai có đồ ăn hết. Sao không hỏi tôi? Đây. Đừng rớt đó. Kẹp chỗ này chắc hồi nữa ăn ngon lắm ha. Chuyện đó tính sau đi, có là tốt rồi. Trời ơi. Một lần thôi chứ. Mày một lần thôi. Lần đó gọi hư mi rồi quên rồi sao? Một cái bánh không giữ được, bây giờ chịu lạnh chưa chết, chịu đói mới chết nè. Thì lỡ rồi biết sao giờ? Bây giờ kiếm thức ăn ở đâu ra? Thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ đói quá, lo kiếm cách đi. Mọi người có nghe tiếng gì không? Em nghe gì không? Thức ăn nhanh. Thức ăn. Tôm chiên. Không có gì ăn luôn. Con chim vũ đoàn hả? Nó ra nó múa xong rồi nó bay vô. Lý ơi. Mọi người ơi, nghe gì không? Mày ngồi xuống con chim kia. Bây giờ mọi người muốn ăn món gì? À, rô ti đi. Không, chỉ nước mắm. Cái gì? Còn thằng kia muốn ăn cái gì? Cái con chim nó ăn thịt kho hột vịt. Mày điên à? Con chim mà mày nấu ra thịt kho hột vịt. Mày điên, mày mới là thằng điên. Tao đói, tao thèm cái gì tao ăn cái đó chứ. Mày bị khùng quá mày ơi. Tại sao tôi lúc này không nhìn con chim mà phải suy nghĩ một món ăn nào thích hợp chứ? Đúng không? Đúng. Muốn ăn gì? Đậu hũ chấm chao nè. Không được có tào lao nha, đừng có tào lao nha. Mày muốn ăn mày món gì? Ê ai
AI, AI. 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 Xếp hai nó đi. Xếp hai chứ còn cái gì nữa? Xếp hai. Tại sao vậy? Tại sao lại giết con chim một sinh linh của núi rừng? Phải cứu nó chứ. Nó là một mạng sống mà. Hãy nhìn kỹ con chim này đi. Tại sao lúc này mọi người không nghĩ rằng con chim này sẽ chở từng người xuống phía dưới? Con nghĩ ra chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ý hay rất hay đó Nam à. Bây giờ trong số chúng ta ai, ai là người đầu tiên sẽ cưỡi con chim này đi xuống dưới? Tôi. Chưa ai đưa tay hết. Hết cách rồi, phải đi thôi. Mọi người yên tâm đi, chuyến này đi lành ít dữ nhiều, nhưng mà không sao đâu, tôi sẽ kêu cứu hồn cứu mọi người. Cố lên, cố lên, cố lên nha bạn. Bạn ơi, bảo trọng, cẩn thận. Hey man, hey man. Chim ơi, hãy đưa ta xuống dưới. Mọi người cứ ở đây đi, mọi người cứ ở đây đi. Tôi sẽ ở đây chung với mọi người. Có một con chim tôi cũng để thoát được nữa. Tại sao không như tại ai? Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Cặp treo vì sao vậy? Không ổn rồi. Bây giờ cặp bên kia sắp đứt rồi. Mọi người, lại đây. Quá được, để qua đi. Thằng Mập, lẹ lên. Anh sợ đổ em. Qua đây với anh. Em sợ đổ cao lắm, không được đâu. Em qua thì em sẽ chết đó. Không. Đây, anh Nguyễn là Nguyễn Nguyễn. Còn phải cứu con trời thôi. Em Nguyễn Nguyễn. Anh chết đâu. Vợ tôi, vợ tôi, vợ tôi. Quên, quên. Ông thằng hết, có anh ở đây rồi. Ôi thằng, ôi thằng. Không được. Sao vậy? Chắc, chắc nặng quá. Tao không chịu nổi nữa rồi. Đúng rồi. Bỏ bớt đồ xuống, bỏ bớt đồ xuống. Cẩn thận. Không được rồi, chết vẫn còn nặng. Một người phải nhảy xuống. Không, tôi không nhảy. Tôi không nhảy. Tôi không nhảy. Tôi không nhảy. Không nhảy. Hai vợ chồng tôi cũng không nhảy. Không ai nhảy. Mày phải nhảy. Mày phải nhảy. Bởi vì ngay từ đầu mày là người muốn tự tử thì mày phải nhảy. Tôi... mày phải nhảy. Tôi không nhảy. Tôi không muốn chết nữa. Tôi không nhảy. Mày, mày mới là thằng phải nhảy. Không, tao không nhảy. Nào, nhảy đi nào, nhảy đi nào, nhảy đi nào. Cái gì vậy Long? Tao là bạn của mày đó Long. Vậy mà mày cứ nhảy xuống hả? Trời, không nghe ai vậy? Thằng này, chính vì mày đưa con vợ mày qua đây, cái cáp treo nó mới không chịu được sức nặng được. Mày phải nhảy xuống. Mày phải nhảy xuống. Tao không nhảy. Được, mày không nhảy hả? Tao sẽ xô vợ mày xuống. Buông ra đây nào. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Tao nhảy. Tao nhảy. Mấy người không được bắt chồng tôi nhảy. Anh không được nhảy. Anh không nhảy thì em sẽ chết. Em sẽ chết cùng anh. Ôi.
Không sao hết. Anh xin lỗi vợ. Anh biết thời gian qua anh không có lo lắng, không có chăm sóc cho em nhiều. Không phải. Em là phụ nữ, đáng như được yêu, đáng như được thương, đáng như được trân trọng mà anh không làm được. Không phải, lỗi do em. Em biết anh đi làm chịu áp lực nhiều lắm, mà anh cũng phải chịu em nữa. Em biết anh phải chịu đựng em. Tất cả lỗi là do em. Em xin lỗi anh. Em không có lỗi, em không có lỗi gì hết. Em xin lỗi. Anh yêu em, anh yêu em, vợ của anh. Em yêu anh. Nam, Tao xin lỗi mày. Lúc nãy tao kêu mày, ai cũng có người thân của mình, chỉ có tôi là không có. Để tôi nhảy. Khoan, không ai phải nhảy hết. Tôi rất vui khi biết mọi người trên cáp treo này. Nhưng có lẽ đây là số phận, thì hãy để cho số phận tự quyết định. Hey man! Và đó là những chàng trai Hey Man. Sao lại có thể chọn một cái cách thể hiện tiểu phẩm khó như thế này? Tại vì cười xuyên Việt nhiều mùa lắm rồi, kịch bản nó cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Để cho có nhiều tiếng cười hơn nó rất là khó. Chính vì vậy anh em buộc lòng phải nghĩ suy nghĩ bối cảnh thật là đắt, để kiếm cái tiếng cười nó chất lượng hơn. Cái em suy nghĩ là bối cảnh lạ, ở dưới người ta làm mặt đất nhiều quá, lâu lâu mình lên trời chơi chút xíu. Chính vì vậy mới có cái dự án cáp treo này. Không ngờ nó cũng dữ thần. Vâng, xin cảm ơn cái idea rất lạ của nhóm. Anh Vũ Hà, anh thấy sao anh? Đây là lần đầu tiên mà mình xem một tiểu phẩm hài mà được làm giống như một bộ phim. Tất cả mọi nhân vật đều có cái số phận. Anh thích nhất là cái kết, có một cái câu nói là để cho số phận nó định đoạt, chứ mình không có quyền định đoạt. Rồi một đàn chim bay ra, óc ác nổi hết trơn, tuyệt vời. Anh rất thích tiết mục này. Cũng nói thiệt với lại khán giả, cái dạng câu chuyện này không phải là câu chuyện hài, nó là câu chuyện kịch. Ở đây nó là dạng kịch tình huống, và thể loại mắc kẹt á, rất khó làm tình huống hài. Tại phim Mỹ nó có thể loại là mắc kẹt, cho nên phải đi theo đúng con đường nó là khai thác tình huống để làm cái hài. Mặc dù thật sự rất là phi lý, không thể nào mà leo qua leo lại được, nhưng dù gì cái chính của mình vẫn là hài. Mình phải vẫn có những cái chiêu trò đó. Có thể là khán giả người ta không tin, nhưng người ta sẽ chấp nhận được cái điều đó, vì đây là sân khấu mà mình được quyền ước lệ cái điều đó. Và hôm nay thật sự rất là mừng khi mà công sức Tiên cũng như Như, rồi tất cả anh em mình, cũng như toàn bộ ekip, anh LED, ánh sáng, âm thanh, tất cả mọi thứ, cảnh trí, đã có một tiểu phẩm rất hay. Vì hài hành trình là cái kiểu này làm rất là khó, Tiên rất là vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn Diệp Tiên, xin cảm ơn ekip rất nhiều ạ. Thật sự Gia Bảo chưa có bao giờ dám làm những cái quá mới như thế này. Mà phải nói là hôm nay coi tiết mục này, thật sự lần đầu tiên thấy đưa một cái cáp treo lên sân khấu. Thật sự mà nói chỉ có Cười Xuyên Việt mới làm được thôi. Tại vì đã từng thấy chiếc xe mà chạy trên đường rồi, xe đò rồi. Lúc đầu thấy đưa hai cái ra là sao mà nó khó quá vậy. Tại mình đứng yên con chỗ à. Nhưng mà sao dám nghĩ ra cái trò mà nhảy qua nhảy lại, leo qua leo lại. Một cái trò mà nó vô lý nhưng mà nó rất là duyên dáng. Em nói thật là diễn viên phải có nghề là mới diễn nổi cái kiểu này. Một cái câu chuyện nó rất là hay, nó rất là nhân văn, nó rất là xúc động. Em chỉ nhắc một chút xíu thôi là nó có cái gì. Tại vì mình đã quy định hai cái này nó đi chung với nhau. Thì khi cái đầu thì
ba người kia là diễn nó rung dữ lắm, cái bên kia thì lại rung rất là nhẹ, cho nên mình để ý cái đó, mai mốt nó phải đồng nhất với nhau. Và cái thứ hai là trên cao mà tuyết mà nó rơi như vậy là nó còn lạnh dữ dội lắm. Nói chung là mấy cái áo này không có xi nhê á, em chỉ dắt nhẹ vậy thôi. Nhưng thật ra là cái kịch bản này rất là hay và rất là mới lạ, và chúc mừng Cười Xuyên Việt có thêm một cái đột phá mới nữa. Anh Lê Dương Bảo Lâm mắc cái gì mà anh ngầu? Người ta tiết mục người ta hay như vậy, mắc gì anh buồn? Ban đầu thì em hả nhìn đội nó để coi làm được cái gì, nhưng mà qua vòng thứ hai tự em sợ cái đội này dễ sợ. Khi mà đưa hai cái này ra em nói từ diễn viên sẽ bị túm vô đây, là sẽ không náo được, chắc chắn là bà sẽ chết trong bụng em cười như vậy luôn đó. Nó ác dễ sợ không? Nhưng mà khi mà các bạn quẹt quẹt bay qua bay lại thì có cảm giác trời ơi sao mà hay quá vậy. Với một cái là em nói ban tổ chức là đây cái tiết mục phá hoại nhất, tại sao mà hả tuyết rơi nửa chương trình, tốn quá trời tốn rồi, khói khói được. Xong một cái nữa, Lạc Hoàng Long làm hư cái mi $3,000 của chương trình đó. Em mong là hả chương trình hãy trừ điểm về cái tội này, tội phá hoại cái mi với xịt tuyết 10 triệu. Trời ơi, nó ra giá tiếp 10 triệu luôn. Chị Oanh, chị có trừ không? Chị trời, em nghĩ không lẽ chị lại để kẻ xấu nó tác động lên chị sao? Em có đâu. Bỏ qua những cái chi tiết vì Bảo thấy các em hay quá cho nên muốn nó hoàn chỉnh, muốn nó hay hơn nữa. Nhưng mà chị cũng không có đặt cái đó để mà chấm điểm với các thứ. Nhưng mà vì những cái hay của tụi em nó lấn áp hết những cái thiếu chứ phải là dở. Cái chị thích nhất, cái xử lý nó mới, tình huống thì cũ nhưng đưa ra nó rất là mới. Ở cái chỗ cuối, thường mà gần ao mình muốn ao thì mình sẽ dựng rằng là ôi tất cả đều hy sinh cho nhau, thôi thì tôi nhảy, thường mình sẽ giải quyết kiểu đó. Thì sau đó lòng tốt sẽ được đối đãi là chim sẽ giúp đỡ. Nhưng không, tụi em vẫn giải quyết vì chúng ta cũng là những con người bằng xương bằng thịt và ham sống và sợ chết. Chứ nếu mình làm điều kia thì cảm thấy bục quá, hoàn thiện quá. Thế nên là chị thích chỗ đó để tạo thêm một cái tình huống cho tụi em diễn nữa, để cuối cùng rằng cũng lại một lần nữa là hết sức là đời. Dù chết hay sống, mình không phải là gia đình nhưng vẫn là một gia đình. Thì cái điều đó nó rất là mới, chị thích vô cùng. Nó sang trọng, làm cho hai mình nó sang, thật là sang. Vì những tình huống, vì những hành động, vì cách diễn hết sức tỉnh của các em, chị thích và nể. Và mong sắp tới nữa sẽ có những cái tiết mục hoành tráng hơn nữa, sâu sắc hay hơn nữa. Bữa nay cáp treo, hoặc mai mốt là tụi em có thể bay ra vũ trụ, thí dụ vậy đó. Mình sang hành tinh khác mình hài chơi cho nó biết mình ở đây hài giỏi như thế nào nghe. Vậy đi. Hồi nãy cái kết tôi có đứng lên, tôi thích quá tôi đứng lên tôi vỗ tay. Hôm nay đây là hội tụ tất cả những tinh hoa nhất của Cười Xuyên Việt. Và các bạn đã đem đến cho tôi một cái điều rất là thích thú. Tôi yên tâm một điều là bây giờ đã có những người thế, những bậc đi trước chúng tôi. Một cái hậu sinh là rất là tốt để làm những câu chuyện tiếp theo. Hôm nay tôi chỉ bổ sung về cái tiết mục này thôi. Bổ sung cái điều hợp lý nhất. Như Diệp Tiên nói là cũng không được, bởi vì mình phải ước lệ hết. Còn đây đã xử lý, phải xử lý cho nó đúng. Cái thứ nhất là nhờ cái loa kia nói chuyện. Tại vì thực ra các bạn đang mặc đồ như vậy là không đúng để đi trên cáp. Nhưng các bạn như vậy đó là các bạn nói là ông này la ông kia cũng tại ông không à. Chọn cái cáp của mùa đông đi, ông nói chọn cái cáp mà nhẹ nhẹ không có kiến để dễ nhìn ra ngoài. Bây giờ lạnh thấy bạn thấy chưa? Nó cũng hợp lý. Cáp giá rẻ hơn hoặc là như thế nào đó, cái loa nó chửi. Rồi một cái cô này nữa, ông này phát hiện ra vợ mình lạc qua bên đây. Đó thấy chưa, hồi nãy mới đứng ở dưới thôi, nó lạnh quá uống con ly vodka, nói bậy bạ cái giờ lạc thiệt, thấy bà thấy chưa. Thì mình gieo cái đó đi để lát mình hợp lý tất cả câu chuyện này, là anh bảo đảm với tụi em là nó sẽ đỉnh luôn. Góp ý thôi, cái này góp ý thôi để sau này mình làm tốt hơn. Nhưng mà cuối cùng vẫn là phải nói là một điều, đây là một cái mới. Tôi chưa coi được những cái nhóm khác nữa, nhưng mà nghe nhóm Dương Lâm ngồi đây, đây là đối thủ đáng gờm nha, không có đơn giản đâu nha. Nhưng mà không công bằng, đội hình đã mạnh rồi mà đưa tiếng ốp vô cũng mạnh luôn. Khúc đầu cái con quỷ ốp đó duyên dáng Tuấn Dũng. Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của diễn viên Tuấn Dũng, một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến của ban giám khảo rất nhiều ạ. Và số điểm của đội những chàng trai Hey Man sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Chào mừng các bạn đã đến với phòng đặt cược. Bây giờ nhóm hãy cùng với Tú chúc mọi người một năm mới vui vẻ đi nào, vì còn 2 ngày nữa là Tết Tây rồi. Chúc mừng năm mới. Happy New Year, xin cảm ơn rất nhiều. Cái kỳ trước á, là anh Lâm Băng Đời với chị Hoài Thi là rất là khó khăn trong việc luyện tập, thì không biết là tới tập này là như thế nào anh? Nói chung là khó khăn thì vẫn chồng chất khó khăn. Nhưng hiện tại thì công việc cuối năm rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng lên đây là gặp lại anh em, rất là vui. Thật sự là cũng tập 1 nghe Lâm nói thật sự là cảm động lắm, muốn rơi nước mắt. Xin cảm ơn cái tình của anh dành cho Cười Xuyên Việt cũng như là cái tình cảm các anh em với nhau, và đặc biệt là tình của người vợ của anh Lâm Văn Đời ở nhà đã hỗ trợ cho anh đi thi rất là nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều.
Và tiết mục tiếp theo, không biết các anh làm về chủ đề gì? Thì tiết mục tiếp theo là mình sẽ làm chủ đề xuân. 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 Ồ không, nhiêu đó thôi hả? Hết luôn hả? Ồ bí mật quá. Tôi nghĩ là chắc tiết mục này sẽ hay lắm đây. Nhưng mà đến với phòng đặt cược này, các anh chỉ được đặt cược 5 với 10 triệu thôi. Vì các anh đã đặt cược 15 triệu rồi. Bây giờ nhóm hỏi ý với nhau đi. Các anh chọn đi, em đi ra. Thấy bài mới, bài kế này của mình vui chưa? Thôi, theo như bây giờ, biết sao không? Anh em mình lên đây đã là gặp nhau, làm việc chung với nhau là một điều rất là vui rồi. Đó, mà chơi là phải chơi lớn. Rồi, tập này Sơn đặt đi. Bí mật đi, Sơn đặt đi, để tập trước đã đặt rồi. Là tập trước là anh Lâm Nhân đợi anh đặt rồi, anh xui quá. Giờ không biết để Sơn đặt cái dòng này, không biết xui hơn không nha. Xui chịu thôi, nhưng mà tôi nghĩ là năm nay tôi mặc, bữa nay tôi mặc áo đỏ này. Đó, tôi hên lắm. Tôi tin chắc rằng là dòng này là tôi đặt sẽ may mắn. Mặc áo đỏ, phong bì đỏ luôn. Đó. Em xin nhận cái phong bì này của nhóm và em xin niêm phong nó lại. Vâng, và sự giữ bí mật đến cuối chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem tiết mục thế nào nha. Thấy được cái sự vui vẻ, hòa đồng và tâm huyết của các anh. Với cái đêm 1 thì mọi người đã thấy cái sự trở lại của tất cả các anh em trong cái chuỗi cười xuyên Việt rồi. Và họ nói, họ tâm sự với nhau là khi mà đến với cái cuộc thi này không phải là thi mà là cái cơ hội để gặp nhau. Giống như các anh chị em nghệ sĩ khi mà đi làm á, cái cơ hội đi làm có tiếp xúc nhau cũng chỉ là công việc, nhưng mà cơ hội để gặp nhau cùng một sân chơi rất là hiếm. Đúng vậy. Thì họ tận dụng cái này để đem hết máu lửa của mình ra mà chơi. Và họ xác định luôn là tới đây chơi khô máu. Chơi hết máu luôn. Ừ, khủng nghe khiếp. Sợ chưa? Và để xem coi cái nhóm này chơi như thế nào. Quý vị hãy cùng chờ đợi nhé. Tì tay khe bước thật em bước chân theo điệp nhạc sập tình. Em tên là Tiên, làm bao chàng trai ngớ ngơ thần thờ chỉ vì em. Sáng thức giấc thấy sao nặng hơn hôm qua, khép đôi mì lại rồi bỗng dưng bẻ bị đập đung đung đung. Giờ môi tôi hương rằng em đang mơ thân thơ một mình, ngồi buồn cười vu vơ. Bỏ xuống tôi. Hồi sáng á, bà nói với tôi á là bà đi khám thai. Bà đi làm sao bà dở nguyên cái vụ đoạn bầu gì đây vậy? Dẫn về tập văn nghệ, tối nay đón giao thừa, diễn mừng sưng. Nhảy con này rụng bầu luôn quá. Bà ơi, hết chỗ tập là sao mà lôi chỗ buôn bán tập vậy? Lôi bà về đây, đúng. Tập mệt, hồi mấy bà ăn hủ tiếu nhà mình. Bà ăn hai tô. Vậy hả? Vậy? Mời vô, mời ngồi. Ngồi đi vậy? Ăn chi mà dội mà vàng, mà dấp phải muỗng mà hoàng mấy cái tô à? Chị nha, mấy bữa em ra nhạc dẻo ghê lắm, nhờ mấy chị mà nó sôi động, nó đẹp hẳn lên. Bây giờ em quyết định là sẽ bao cho mỗi chị một tô hủ tiếu, chịu không nè? Dạ, bây giờ mọi người về đi, lát em alo shipper sẽ giao tới nhà cho mấy chị nha. Dạ, chào mấy chị. Trời ơi, dễ thương chưa? Em vô nghe chồng. Ừ. Ủa chú? Về. Chú khỏe không? Nhìn biết rồi. Dạ, chú ơi cho con một tô hủ tiếu, không hành, không giá, không hẹ. Nói chung là nước lèo thôi nha. Tránh ra, xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời. Ôi, xuân đã đến bên người, mọi người cùng nhau vui xuân, mang hạnh phúc cho đời. Nhớ không em ơi, mặt xây đắm cho người, mọi người. Hát không hay, diễn không duyên mà ra làm rần rần vậy má. Mày, trời ơi, mày thông cảm đi, bây giờ tao ra mà tao không hát là nó trì nữa. Trời ơi, ở đâu tới đây đây? Nè, tao dắt mối tới cho mày. Khách đại gia có nhu cầu đấm bóp. Khách
đại gia hả? Đại gia. Trời ơi đẹp trai quá. Anh ơi em là massage ở đây. Massage em có hai loại. Thứ nhất là bình thường, thứ hai là VIP. Bình thường là sao? Bình thường có nghĩa là 1000 thằng đấm bóp công viên đấm bóp y chang nhau, VIP giang hồ một mình em làm được. Giá cả thì nó phải chăng? Anh muốn cái gì? Đây leo, đây leo. Vào ta lọt lời. Ai vào đưa? Đồ leo nào? Ai vào đây vào massage Việt anh lương bất khâm nhở? Đây bạn, đặt đây. Nó nói cái gì vậy con kia, chở đâu qua đây vậy? Tao chở trên biên giới Lào về. Bữa trước là chở Campuchia là muốn chết rồi, bây giờ chở Lào, bây giờ làm xong rồi lấy tiền Lào sao mà xài. Trời ơi mày thông cảm đi, bữa nay làm ăn khó khăn tao phải lên tới biên giới á phải không? À, nó về Việt Nam nó thăm bạn, mà nó nói tiếng Lào tao nghe chữ được chữ mất. Nó nói tao chở nó về cầu Hiền Lương mà tao nghe lộn, sao tao chở về cầu Tham Lương. Giờ không biết sao đây nè. Anh ơi, mắt xa nha, mắt. Massage. Ai đây leo ấy ca chào mẹ. Đây 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 đây. Ok. Đây, đây, đây. Rồi bây giờ gói massage VIP của em xin phép được bắt đầu. Yeah. Không diễn tiếp được luôn đó trời. Và bây giờ tư thế mẹ bồng con xin phép được bắt đầu. Chào mừng anh đến với gói massage của em. Và bây giờ trước khi đến với gói massage em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Sau khi Tấm lên làm hoàng hậu, đến ngày đám giỗ của ba mình, biết ba mình thích ăn những trái cao tươi ngon, chị Tấm mới leo thăng thoát thăng thoát 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 lên cây cao, hái những trái cao làm đám giỗ cho ba. Lúc này ở dưới đất một người ghẻ ác động mới cầm cây dao chặt cây cao làm Tấm té cây cao té xuống đập đầu cái bao. Má thì té hủ chao, ôi chết rất là tào lao. Nhà vua biết nàng bị chết quan nên lập đàn DJ nhờ Trang Moon về chơi trong vòng 3 ngày 3 đêm vô. Mày mắt xa mày đánh người vậy trời ơi. Chụp khả tà lọt đi. Nó phái kìa. Thấy chưa? Em biết cái gu của nó mà. Mẹ mẹ mẹ. Mẹ gì bà mẹ hoài. Đứng dậy đi. Mình đi mình đi. Trời ơi tao nói mày nghe. Mày trúng mánh rồi, cái này là 1000 kiếp Lào nè. Cái này là đủ ra Việt Nam 10 triệu đó, nó bo mày luôn. 10 triệu 10 triệu. Trời cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Thôi được rồi, lên xe, lên xe. Lâu lâu như ghé ủng hộ em nha. Ơi. Trời ơi. Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Em mệt quá, có cái gì cho em uống đỡ mệt không? Có. Lẹ đi. Đây. Cái này cái gì mà chua quá vậy? Giấm á. Trời ơi. Cái gì cho tôi uống giấm vậy? Mà vợ giấm có vitamin C. Vitamin C cái gì? Chú ơi. Vậy hồi nãy là tôi mua hủ tiếu đúng không? Ừ. Đó bây giờ là tính tiền cho con đi, tiền hủ tiếu nhiêu? 100 ngàn. 100 ngàn đúng không? Tờ này đổi tiền Việt là 10 triệu. Rồi bây giờ thối cô lại 9 triệu 900 ngàn đây. Ở đâu mà thôi mày 9 triệu 900 ngàn? Chứ sao? Ông ơi ngàn kiếp lạo rồi có 2600 tiền Việt à ông ơi. Cái gì? 2600. Khổ quá nè. Anh Dương Làm Lâm như... Đồng Nai ơi. Anh Trần. Trời cái gì mà thối vậy? Anh như Hàm Hương vậy đó thương. Thằng Lan tỏa lên. Bây giờ chú đợi ngay đây, chú đợi ngay đây. Vậy nữa. Mọi người đi coi bắn phá hoa với con đi. Không có đi à ba ơi. Trời đi đi, bữa nay em trúng mánh rồi em sẽ bao mọi người ăn uống luôn. Mày xàm quá, mày trúng mánh là trúng cái gì? Trời thiệt mà, em bán có 10 tờ giấy số thôi mà khách người ta đưa 1000 đô không lấy tiền thối luôn. 1000 đô? Dạ đúng. Trời ơi. 1000 đô là hai mấy triệu lận á. Trời ơi trúng mánh rồi ngon dạ. Quá. 1000 đô là em biết 1000 đô nè, đưa 1000 đô đây. Vô luôn rồi. 1000 đô là 20 mấy. Dạ. Trời ơi. Đầu lòng hay ả tố Nga, lào đầu là chị em là lào em. Trời ơi sao mà giống nhau quá vậy? Kiểm tra giùm con tôi. Ồ, hai tờ ý hệt. Trời ơi bị lừa rồi ba. Ok vậy là sao vậy? Ăn cho cố vô mập thay rồi bị người ta lừa. Cái đầu ngu. Cái đầu ngu. Cái ngu. Ngu mà.
mày cũng ngu á, mày ngu trước đó luôn á. Trời ơi, bây giờ bị lừa rồi đâu vậy đó ba. Đây nè, không có đâu, hồi nãy là anh Sơn anh chở khách nước ngoài là anh giới thiệu bán mối. Đây nè, tôi nói mày nghe, đã ra đường buôn bán thì bà chịu khổ học hỏi, con phải học vô hả? Hồi nhỏ không chịu học, bây giờ có giấy số, bây giờ bị lừa thấy khổ chưa? Chú nói gì kỳ vậy? Vậy là xúc phạm. Sao xúc phạm? Con có đi học nha. Mày học cái gì hả? Chẳng những học mà có bằng luôn. Mày đi có xạo, mày đừng nói bằng kiều, không ai cười luôn đó. Cái tao chặn đầu trước luôn đó, không ai cười bằng kiều đâu. Bằng đại học. Mày nghĩ sao? Mày bán vé số có bằng đại học. Trời, ở đâu ra? Tại vì em tức thằng lớp trưởng. Tức sao? Hồi đó đi học hả, em không thuộc bài, nó lên nó chỉ vô mặt em, nó nói là học dốt như mày sau này chỉ có đi bán vé số thôi. Nó nói đúng rồi đó. Sai. Sao sai? Từ đó em quyết tâm học thiệt là giỏi. Cái ngày em lấy bằng cũng là ngày em đi bán vé số, để em chứng minh cho nó thấy học giỏi cũng có thể đi bán vé số. Bán vé số là cái nghiệp. Trời ơi. Đúng vậy. Phàm ở đời ai cũng có cái số và cái nghiệp. Hoa hổ hoa bì nan hoa cốt, chi nhân chi viện phương mỹ chi. Không còn con sông nước dâng tràn lên. Mày chết mày. Đây cái gì đây? Mày điên rồi. Ở đâu mà vô hát chéo vô vậy ba? Ta là tinh hoa của đất trời. Trời ơi. Là sự kết hợp của núi rừng và khoáng sản. Thần rừng đã ban cho ta con sò lông. Trời ơi. Thần biển đã ban cho ta con chó phú quốc. Trời ơi. Thần linh đã ban cho ta con bé thần kinh. Mày. Ta nói cho người biết, ta nắm trong tay vận mệnh của thế giới. Ai coi bói không? Coi bói đi. Trời ơi trời. Coi bói đi nào. Cái gì bói toán không ai tin đâu ba ơi. Giờ mà bói toán ai tin? Ai mà tin nữa. Bói cho con khỏe đi thầy. May tuổi gì? Con tuổi mèo. Tuổi mèo, mèo là mão, mới gặp chuyện phiền não. Ô đúng rồi, đúng rồi. Hay quá vậy. Hay quá, hay quá. Thầy coi tôi đi. Tôi tuổi rồng á. Tuổi rồng, rồng là thình, thình là ngoại tình. Vợ ngoại tình nó có bầu không phải của ông đâu. Trời ơi. Thôi hết lượt rồi đi vô. Còn em? Mày tuổi gì? Em tuổi mùi. Mùi. Mùi là dê. Dê là BD đó. Chưa bao giờ ta bói cho thằng nào mà tôi thấy tự tin như thế này. Thôi im đi. Tất cả đều là ngụy biện, đừng có ai nói nữa, cho em chết đi. À, giờ đứng dậy đi, coi bắn pháo bông với em đi. Tao bắn mặt bây giờ bị chú gái đi. Chú, đi đi, coi đứng pháo bông với con. Hả? Chú. À, tao khỏi ngủ đi, mày rủ nó tao đi rồi. Cho một tô hủ tiếu đéo quê chú. Gọi đi con. Ê, chú. Nhục nhã thật chứ. Chú. Ăn xong rồi đi nha. Cả đánh ra. Ê. Mưa thu bay bay ước xe lòng phức vai mềm hoàng. Cái gì vậy? Trời, nó đánh với con không đẻ luôn á. Tại sao mày đưa cái con bé Lào qua đây? Hả? Mày nói 10 triệu mà cuối cùng đưa ra 2.600 đồng. Tao làm như một con khùng mà cuối cùng lấy 2.600 là sao? Cái gì? 1.000 kiếp có 2.600 sao? 2.600 thôi. Vậy là tao chở nó từ biên giới về đã có 5.200 à? Chết rồi. Trời ơi, hết ngày hết tháng Tết tới rồi mà bị lừa nữa nè. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Bây giờ làm sao nè? Nhưng mà không có sao đâu. Tao giỡn thôi. Nãy giờ là nó không có biết cái giá mệnh giá tiền của mày. Dạ. Nó gửi tiền về cho tao, trả tiền giấy số cho mày nè, trả tiền massage cho mày luôn. Nó bo mày nữa và nó gửi lời thương mày đó nha. Trời ơi, thiệt luôn hả? Ừ. Thôi đã quá. Em nhớ anh Lào quá, nói là em rất là nhớ ảnh. Ừ, sẽ như mai khi chúng ta bên nhau. Thưa mày yêu thương. Thôi đi. Thoại qua 5 câu là hết à? Cho con thêm cá đi chú. À. Tất cả đứng lên. Turn down for what? Trời ơi. Thể luôn á trời. Đứng yên. Tại chỗ này, chỗ nào có rác là có chú ba. Trời ơi. Quét rác thôi đó mấy đứa. Cô quét rác mấy đứa. Nó quá. Nó quá hết luôn. Ai ai. Ai đi. Tao mà. Tao. Ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm, đừng có giành giật. Đâu nhiều, đâu nhiều. Trong thùng rác á. Trời ơi. Tao mua, tao
để trong thùng rác, chứ đâu có lụm trong thùng rác đâu. Trời ơi, chú ơi, thiệt là chú không nói rõ ràng giùm con. La lụm lên. Ông Lâm Văn Đài, ông Lâm Văn Đài. Cái gì nữa? Bước đây cho tôi. Vụ gì? Hà ông nha. Tôi đại diện cho 500 anh em quét hút rác ở khu vực này. Tôi phê bình anh, tôi cảnh cáo anh. Biết không? Gì đâu mà hả? Xả rác vừa mẹ già phẻ. Trời ơi, trời ơi, bác một chỗ đi trời. Đứa nào có qua tay dịnh con lại. Anh nè. Vậy sao? Nè, tôi cảnh cáo ông lần này nha. Sao? Lần nữa là hai lần đó. Nghĩ sao vậy? Xả rác vừa bãi, quét mà thấy mà ra. Anh nè. Cái người đàn ông có mái tóc đàn bà gì nè, tôi nói ông biết xả rác là chuyện của tôi, còn quét đó là chuyện của ông. Trời ơi, cái đồ ngang ngược nói chuyện mà vậy cũng nói được. Không muốn chơi không? Trời ơi, chơi 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 chơi. Không có được cái chưa? Nghe lời mẹ dạy không? Một lần nữa mẹ quýnh nghe chưa? Dạy con anh đi. Ờ thôi con ngoan nha. Đây tao con mẹ mày. Ê mày dạ. Hoài vậy trời. Trời trời quá trời, tụi mày loạn hết rồi. Mệt rồi. Thôi bây giờ nè. Chú xin chú khó khăn quá để mình quen biết không mà. Chú làm chú la ôm sùm vậy. Quen biết làm tao mệt rồi tao la hả? Ủa mà sao chuẩn bị Tết rồi giao thừa tới mà sao chú không về quê chú còn quét rác đây vậy? Nghĩ sao vậy? Nay giao thừa mà sao nghỉ? Giao thừa người ta đi chơi người ta xả rác nhiều lắm. Có khi sáng hôm sau tôi mới về. Còn tôi á. Ủa, ai hỏi không? Ai hỏi đâu? Ai hỏi luôn á. Ê, không ai hỏi. Không ai hỏi. Không ai hỏi luôn. Không ai hỏi gì luôn. Không hỏi nhưng mà tôi vẫn nói. Họa hổ họa bì. Thôi cốt. Mấy bữa nay tôi sốt nên không có về. Cái gì vậy ba? Cái gì sốt có liên quan gì đâu? Ôi, nước lũ dâng cao, dâng lên bao nỗi sầu đau. Mày nín luôn đi. Kêu nói có kêu hát, tao hát déo giòn vậy. Tao hát thì tao muốn nói là lũ nó cuốn mất nhà, tao không có nhà về. Nói chung là lội ngược dòng tới đây đúng không? Ừ. Có cái điểm lắm. Đó. Mọi người ơi. Cái gì? Cái gì vậy? Em trúng rồi. Trời ơi. Xin lỗi. Giật đó. Ừ. Đáng đau. Đáng chịu con. Em trúng số. Cái gì? Cái gì? Em trúng số rồi. Ấy nói thiệt hả? Dạ. Mày trúng nhiêu? Trúng bao nhiêu? 150 triệu. Trời ơi. 150 triệu. Trời ơi. Anh giả rồi. Anh Tết lớn rồi. Anh Tết lớn rồi. Em vui. Em sẽ không để cho mọi người buồn đâu. Bây giờ em quyết định sẽ chia cho mọi người 5 triệu. 5 triệu. Ôi. Trời ơi, mẹ bầu phải đè lên người. Trời ơi. Phải đè lên người. Nè, thái độ gì vậy? Tâm đã rồi. Ở đó tắm thì tôi lấy tiền. Trời ơi, còn lâu. Trời ơi, cho gì vậy vậy con? Dạ. Ê, chuột rút mấy ma. Trời ơi, nó giả bẻ rồi. Trời ơi, nằm chi dưới đây. Được rồi, mọi người bình tĩnh đi mọi người. Đánh xíu. Ủa chú ơi, chú bị sao vậy? Cái gì vậy? Lần đầu tiên trong đời có người cho tao 5 triệu. Không, con cho chú 2 triệu à. Sao mày phân biệt đối xử vậy? Mới gặp lần đầu mà. Bây giờ chú lấy không? Lấy chứ. 2 triệu mà. Mọi người ơi, nhưng mà bây giờ em chưa có lãnh tiền. Ngày mai em lãnh em sẽ chia cho mọi người nha. Em nghĩ bây giờ mình ăn liên quan đi. Đúng rồi. Con sẽ mua nguyên cái nồi hủ tiếu của chú luôn. Rồi con trả tiền. Tao hùng phân nửa cho mày đó. Chú mua hủ tiếu. Con hùng cái khăn chải bàn. Còn con hả? Con hùng cái bánh bao hồi nãy nha. Hồi nãy con ăn cái nửa cái bánh bao, còn nửa cái bánh bao á. Ê, nó nghe nè. Trên xe tôi có chai rượu nè. Góp vui luôn. Có rượu luôn hả? Ừ. Bên đó chỗ đi, bên đó. Đổ giao thừa thiếu, cái này là không có được đâu nè. Ở đâu vậy? Gì vậy? Tao lộn thùng rác á. Ừ, đi. Vậy vậy? Trời ơi. Rồi, xong rồi. Mọi người ơi, chỉ còn có 10 giây nó thôi là đến giao thừa rồi, bây giờ mình đếm ngược đi. Ừ, đếm ngược đi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ê, mặt ra kìa. Ê, mặt ra rồi. Đây nữa nè. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Vui quá bà ơi. Quá trời luôn kìa, bên đây nữa nè. Mọi người ơi, tụi ấy bao bao cũng vui quá à. Từ đó giờ ba mẹ mất á, tôi nào được đón giao thừa mà ấm áp về đâu. Tôi hạnh phúc quá à. Ba mẹ ơi, ở trên trời á, ba mẹ có thấy ba mẹ sẽ phù hộ cho con, phù hộ cho anh em, cho ba mẹ.
Còn tôi á, mấy cái lần giao thừa trước á, tôi quắt khách không à. Năm nay được quắt pháo bông. Ôi, pháo bông, I love you. You quá. Tao nè, dành cả cái tuổi thanh xuân của tao, tao úp cái mặt vô toàn mấy đống rác không à. Lâu lắm rồi mới được coi bắn pháo bông đẹp vậy đó. Pháo bông mọi người ơi. Ui, ui, con, có pháo bông. Con ơi, con pháo bông nha. Chồng ơi. Vậy em, ơi. Vậy em. Em muốn được ôm anh với pháo bông được không? Cô đi. Hai người giả làm ba mẹ con đi, con ôm luôn cho ấm nè. Trời ơi, thôi được rồi. Vợ chồng ta đang hạnh phúc. Vô nè. Họa hổ, họa bì, than họa cốt. Ước gì ngày mốt cũng có pháo bông. Thật. Một năm bán lần thôi. Mọi người ơi, trong không gian này á, con có một chuyện muốn nói mà con sợ mọi người la quá à. Không sao đâu con, nói đi. Nói đi. Năm mới năm me, người ta kỵ la chửi lắm. Hãy nói đi nè. Đúng rồi, nói đi. Dạ. Nói vậy đi. Con nói nha. Nói đi. Con sao nè? Không trúng số. Mày kiếm được tao mày hả? Tại sao mày không trúng số? Mày lừa mày hả? Mọi người nghe con nói. Nói gì? Con xin lỗi mọi người. Con biết con làm như vậy là sai. Nhưng mà hả, con thấy ngày nào mọi người cũng đi làm chuyện vất vả hết á. Kiếm tiền thì ngày nào mình kiếm cũng được. Còn cái khoảnh khắc giao thừa nó chỉ có một lần thôi. Mọi người thấy đó, nhờ con làm như vậy nè, mọi người mới có thể quay quần ăn uống với nhau, rồi được coi pháo bông nữa. 5 triệu thì con không có, nhưng mà con có cái này nè, con lại sẽ lì xì cho mọi người đầu năm để lấy lộc. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Con ơi, chỉ có 5 tờ thôi à? Dạ. Dạ còn 1 tờ. Dạ. Cái này vé giò mà. Nhưng mà yên tâm đi, khi tụi tôi trúng á là thể nhờ ông giò tụi tôi chia với ông luôn. Chia luôn. Rồi chia cho giá. Rồi, thế thì vui. Còn bây giờ nè. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đón mùa xuân mới. Rất là vui khi gặp lại tất cả mọi người từ cái mùa đầu tiên của Cười Xuyên Việt. Thật sự đây là một tiết mục rất là vui, nhưng mà trong cái đó nó có sự ấm áp của những cái người mà xa quê, họ không có gia đình, rồi Tết nhất họ không được về quê, rồi họ cùng với nhau họ ăn Tết. Cái đó nó rất là đẹp, một cái tiết mục nó rất là ấm tình mùa xuân mà nó rất là vui. Nói chung là cười mà cười dữ lắm. Đây là một cái tiết mục mà anh thấy nó có đầy đủ hỉ nộ ái ố. Rồi đặc biệt là Dương Lâm, em làm bất chấp, em làm tất cả. Nhưng mà có một cái chi tiết mà nó chạm tới đúng trái tim anh. Vì em nói cái câu mà bố mẹ ơi. Từ đó giờ ba mẹ mất á, tôi nào được đón giao thừa mà ấm áp gì đâu. Tại vì anh cũng không còn bố mẹ. Một cái tiểu phẩm hài, nhưng mà khi mà mình xem và mình chạm trái tim thì anh rất là thích. Cảm ơn Dương Lâm và tất cả các bạn đã làm một cái tiết mục rất hay. Dạ. Xin cảm ơn anh Vũ Hà rất nhiều. Duyên nữa, thành viên đẹp trai nhất nhóm em đâu rồi? Dạ. Anh này là người Lào thiệt nha quý vị, người Lào thiệt luôn. Đó. Người ngoại quốc, nhóm em có người ngoại quốc. Lâm ơi, cho anh hỏi thăm là hồi nãy cái lúc mà cái anh Lào mà anh cởi trần nó thấy sáu múi là em quên thoại thiệt luôn. Em quên thoại, em diễn không được luôn á. Anh chúc mừng nhóm chúng mình đã có một tiết mục rất là xuất sắc. Nó rất đúng cái tiêu chí của anh em mình là Cười Xuyên Việt. Tiếng cười rất là nhiều, chúng ta chỉ cần một nội dung nhỏ để nói về cái tình người đây thôi, một cái nhân văn thôi, nhưng mà nó đúng theo cái tiêu chí của mình. Và thật sự bữa nay anh có dịp anh mới nói một điều này nè. Lâm, Sơn, Khoa, Nhu á, các bạn lại là những người mà nói rằng là tiên rất nể. Mảng miếng thử thần là của các bạn không à. Đây không phải là tiểu phẩm thi mà đây là tiểu phẩm biểu diễn. Yeah. Tại thực sự tiết tấu câu chuyện các bạn dính chặt từng ly từng tí mà các bạn không chìm một phút giây nào hết trơn trời. Coi như là người này rớt cái người kia phải nâng lên liền. Cho nên là cái tiểu phẩm không có chỗ nào là để nguôi luôn á. Thật sự anh chúc mừng tất cả các bạn, nhất là cố vấn Dương Lâm. Cảm ơn Tiên. Xin cảm ơn anh Tiên rất nhiều ạ. À. Bây giờ nè, xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hôm nay tôi cũng có cái cảm giác như vị Tiên vậy đó. Nhưng mà tôi nói giá như một chút xíu nữa thì cái này nó hoàn hảo nữa. Dạ. Các bạn đã làm đã có tiếng cười rồi, mà tại sao các bạn không làm cho người ta khóc thêm chút nữa? Nếu được như vậy nữa thì tôi thấy hoàn chỉnh hơn nữa. Và các bạn đã cực kỳ giỏi luôn, tôi phải công nhận. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn, chúc bạn được nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi không có còn lời lẽ nào mà tôi nói với nhóm này nữa, vì nó vượt quá sức chịu đựng của người phụ nữ ngồi đây. Dạ. Một cái hài mà bất chấp thân thể, hài lăn lộn,
hai giường lâm nữa đó. Dạ, hai ngộp nước. Dạ, hai massage. Tất cả đều có trong đây hết. Quanh quý các em ở chỗ là đề tài. Đây là đề tài thứ hai mà em chọn chị Oanh, cảm thấy nó trong người mình nó cứ lân lân. Cái điều đó hiện nay trong xã hội bây giờ là nó quá nhiều mảnh đời xảy ra. Mà mình thì dẫu có thương cũng không thể nào mà dang hết đôi tay. Kiều Oanh nghĩ rằng là khi các em làm cái điều này thì những người lao động họ xem, họ sẽ cảm thấy rằng ô, dù giàu hay nghèo nhưng tình thương và sự đùm bọc còn tồn tại, thì điều đó là cái điều tối thiểu và cần nhất khi ta còn tồn tại. Đó là cái mà cái tính nhân văn trong đây nó rất là cao. Chị thích lắm, rất là thích. Còn mảng miếng cười thì thôi khỏi phải nói, vì các em ở đây nó không phải là diễn viên bình thường, tụi em toàn là cao thủ không à. Và số điểm của nhóm sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Và chúng ta sẽ đến với thử thách tăng cường dành cho hai nhóm. Và xin mời hai đội hãy cử ra 3 thành viên của mỗi đội để tham gia thử thách tăng cường này. Và thử thách của chúng tôi như sau. Các bạn phải làm sao để xin cho được số điện thoại của nam ca sĩ Vũ Hà. Wow. Và phần thi xin được phép bắt đầu. Đây nè. Hết giờ, lẹ đi, hết giờ, hết giờ. Chín người, hãy tháo đôi mắt kính ra được không? Oh my god, chín đôi mắt này luôn. Em ơi, em có biết rằng trong một lần kẹt đèn đỏ anh đã theo em tới bây giờ. Trái tim này cha mẹ em sinh ra anh cắt một nửa cho em. Alo, bạn từ trước là bên điên đi chỗ khác, nó gọi em bằng em. Anh không điên. Anh có điên anh cũng yêu vì em. Cho anh số điện thoại. Cho anh số điện thoại đi, anh biết em nổi tiếng. Cho số điện thoại đi, nhà anh bán me, bảo đảm hình em sẽ được phát hết tất cả khắp nơi. Cho số điện thoại đi. 090 244 24. Rồi sẽ có đèn đỏ anh gặp em. Cô. Trời, tao nói gì? Nè. Hà. Chú nói con kìa. Hả? Cái gì? Con đi chơi đâu? Con đi chơi ở đâu? Để má con kiếm con. Rồi má con gọi điện thoại cho chú là cho cái thằng Hà đi đâu mất tiêu rồi. Chú đi kiếm con mãi miết thôi. Bây giờ gặp con ở đây rồi, bây giờ con đi về với chú hiểu không? Bây giờ chắc chắn con sẽ không đi về đâu, đúng không? Bây giờ đưa số cho chú gọi cho má nha. Nhưng mà chú bảo con đi mua cái sim điện thoại cho chú mà. Cái sim tại chú mà là sao? Rồi bây giờ xem là la con là như thế nào. Chú quên đi mất cái chỗ đó. Ê, bây giờ con nhắn cái số lại cho chú coi nè. Đây nè, nhắn liền đi nè. Chú ghi vô tay. 2483 7910 10 cho ghi làm giờ xì heo. Ba đôi thông liền. Ba đôi thông luôn, con hay quá, có thể cho số chính xác hơn chút được không ạ? 1234 1234 hết giờ lẹ con ơi. Nhanh lên. Ra đi. Đi kiếm đạo cụ nữa hả? Cái gì vậy? Anh Vũ Hà ơi, em biết anh là một người rất tốt, một người rất tốt trong giới showbiz này. Không lẽ bây giờ anh thấy chết anh không cứu đúng không? Hôm bữa cái show mà em với anh đi chung với nhau đó, người ta trả tiền cho anh rồi mà quên trả tiền cho em. Anh có biết là bây giờ nhà em, má em đang bệnh, ba em mới bị ung thư, không có tiền nữa. Bây giờ người ta nói bây giờ là phải là số anh gọi người ta, người ta mới trả tiền cho em. Chứ cha anh không có đem theo tiền. Không phải, bây giờ là chỉ cần là anh lấy điện thoại gọi cho người ta một cái thôi, người ta sẽ trả tiền cho em. Em cứu được ba, cứu được má của em. Rồi số mấy? 0906 0906 761 Dắt đi đàn ốc nghe. Hay quá. I love you. Còn thời gian 5 giây nữa mình đứng đây chơi. Xong hết 5 giây em đi vô. Thôi được rồi, vô đi. 5 giây rồi em đi vô. Trời ơi, nó biết tôi là hay thương người. Rồi nó vô đi nó. Trời ơi, ca sĩ. Trời, em ngưỡng mộ anh lắm luôn á. Bài nào anh hát em cũng coi chân á. Anh bưng nào em hát em cũng coi. Anh cho em tập tấm hình nha. Trời, chủ đời anh sợ nhất cái kiểu này nè. Rồi, xích ra nè. Hơi anh đợi em xíu nha. Để em móc Facebook. Trời ơi, hôm nay đi ra đường gặp ca sĩ. Đấy, ca sĩ nè, ca sĩ tên gì nè? À, ca sĩ này, cái bài nào em của anh em cũng coi dân á. Anh bưng nào ra em cũng coi luôn. Mà ca sĩ tên gì nè, em quên mất tiêu rồi. Thôi anh không nói luôn. Anh cho em số điện thoại đi, về nhà em nhớ em gọi cho anh.
em ngưỡng mộ anh dữ lắm luôn á. Trời ơi, dạ nó nghe này, tại vì anh mà một người nào mà khán giả muốn cho số điện thoại chắc anh bị điên á. Người nào giống em mà xin những cái mà người trăm người gọi ngày anh để ta điên được. Sao ta cái này kỳ ta. Ôi không được, lẽ sao em điên ta, ca này khó vậy. Ủa chờ vô bà chú đi cài đứng lại cái cây đi đi điện thoại tôi ha. Bây giờ con chú ơi, con tôi anh, đâu có làm gì đâu chú, gì tôi tẻ gì mà chú, cái gì nhỏ anh Sơn mà chú, cái gì mà chú. Ở nè, tôi đang nghi ngờ anh nó lén phén với con mén nhà tôi đúng không? Rồi hết giờ. Tại sao á hả, tại sao mà điện thoại của tôi là vợ chồng nó mà tôi nhớ là chồng con vợ nhà vợ lộn cũng mèo luôn rồi hả? Tôi chồng nó mà hình điện thoại không có tôi mà có anh không mà sao hả? Đây có số điện thoại anh luôn nè, nè có số điện thoại luôn nè. Bây giờ anh ngọt nè, bây giờ anh nó có liên hệ quan hệ vợ tôi không? Có không? Dạ con là ca sĩ mà chú ơi. Có ca sĩ đó, ca sĩ mới càng nghi ngờ hơn nha. Số điện thoại đọc của tôi ra đúng không? Trong này có số điện thoại của anh nè. Có số điện thoại thì anh cho nhìn số điện thoại. Không mà tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Tôi muốn anh bây giờ anh đọc một lần nữa, tôi nghe cái chính xác hay không nè. Đứng lại đi chưa? Chưa, tao mới có giật. Tại chưa rồi, đó, hết giờ luôn nghỉ kìa. Anh có phải là ca sĩ Vũ Hào? Dạ. Bây giờ trước khi anh cho tôi xin số điện thoại đi, nhưng mà anh sẽ không cho đúng không? Đúng không? Hiện tại tôi có một bưu phẩm muốn gửi cho anh, nhưng mà bây giờ là anh cho tôi số điện thoại thì tôi sẽ gửi bưu phẩm đó cho anh, xác nhận. Được anh không? Anh có thể cho tôi rồi. Biết là cái bưu phẩm ở đâu gửi tới được không? Vâng. Vâng. Đây chính là đạo cụ của tôi. Đây chính là đạo cụ của tôi. Vâng. Đây là một con búp bê, gọi là búp bê Xiao Miao. Khi tôi đụng vô con búp bê này có thể hát, không biết có phải của anh hay không. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê này là xinh quá. Có phải của anh hay không vậy? Cho xin số điện thoại à. Để xác nhận, để tôi nhận hàng. 090 246 357. Thủ đoạn, quá thủ đoạn. Thì bây giờ hồi nãy đúng thấy không? Hôm nãy nó ở trần ra một cái là Dương Lâm là quên hết thoại luôn. Đó. Còn bây giờ đem nguyên khúc này ra, bây giờ em anh xong mà hát bài của anh nữa. Đúng rồi. Cho được điện thoại này. Một lần nữa xin chúc mừng cho hai nhóm đã hoàn thành xong phần thử thách tăng cường và xin cảm ơn nghệ sĩ Vũ Hà. Phần thử thách đã hoàn thành khá là hot. Cái mà hot mà em vừa nói vì nó đang hot cho nên mình phải giải quyết cái hot này. Dạ vâng. Cái hot kia nó cũng hot nhưng mà nó không bằng cái hot này. Vì cái hot này nó đang có cái hot đó đứng đó và cho nên nó đã hot rồi. Rồi ok em hiểu, em chị hiểu. Hot cái gì rồi ok đó, chị đó. Dạ. Bây giờ chị chỉ muốn là chị xin phá lệ chút xíu là em thử đi. Thường thì hai đứa em sẽ công bố là bên đây cược bao nhiêu và bên đây cược bao nhiêu. Bây giờ cho chị Quanh hỏi mình dở bài luôn đi là hai bên đã cược bao nhiêu. Khui phong bì luôn hả chị. Bây giờ em hỏi nhóm nè, có đồng ý không ạ? Đồng ý. Đồng ý. Còn nhóm những chàng trai hay men như thế nào ạ? Không. 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 Tháo đi. Tháo đi. Vâng. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ đồng loạt tháo cái số tiền cược mà cả hai nhóm này cược. Rất là hồi hộp. Chị đếm được không? Dạ, dạ được. Chị đếm được. Một. Một rưỡi. Hai. Hai tám. Ba. Ra. Vô. Wow. Đội những chàng trai hay men cược 10 triệu. Ngang tài ngang sức. Ở phần thi chính với hai tiết mục mùa đông và mùa xuân, ban giám khảo đã cho hai đội với số điểm bằng nhau là 19,5. Như vậy, kết quả cuối cùng của phần đặt cược sẽ phụ thuộc vào số điểm cộng của giám khảo Kiều Anh dành cho phần thử thách của mỗi đội. Hãy đến với quyết định của giám khảo Kiều Anh. Dạ, em cảm thấy là giống như là hai đội đều biết sức của nhau như thế nào. Chính xác, từ cách diễn nó rất là tương đồng với nhau. Vì hai đội, nói chung hai bên đều dở thủ đoạn như nhau cho nên phải chiến thắng. Là có nghĩa là chị sẽ chia thành 05 và 05. Và mỗi đội với số điểm là 0,5 đến từ giám khảo nghệ sĩ Kiều Quanh. Và đồng nghĩa với việc hai đội huề tiền ván này. Không phải huề mà mỗi đội đều được tiền. Cái tiền đó dạ, chị Quanh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với các em. Wow. Có một cái điều này chị Kiều Quanh muốn chia sẻ với các em thôi, là cái vấn đề mà mình sau những cái tiểu phẩm thi thì có cái phần phụ đó là thử cái thử thách của các em tại sân khấu với tình huống với các vị khách mời ở đây. Thì chị nghĩ cái số tiền đó giống như muốn khích lệ
khích lệ tinh thần cho tụi em. Vì thật sự chị cũng là diễn viên, để ra một tiểu phẩm như thế này rất là cực khổ. Tập, vợt, ôi đủ thứ hết. Ghi là theo nguyên tắc thì không có phần này cũng được, vì cái Tiếu Lâm Hội trước đây mình cũng đã có những cái format như thế rồi. Thành ra cái đó là coi như một chút về tinh thần, để cho các em thấy rằng là bên cạnh các em còn có chúng tôi đồng hành từ tinh thần cho đến vật chất, mặc dù nó không có nhiều. Chứ nó không có quyết định về vấn đề thắng thua hay là trong những cái phần thi chính của các em hết. Còn riêng cái ngày hôm nay mà tại sao chị Oanh lại xin ban tổ chức cho thêm một phần nữa, vì chị cảm thấy hai đội quá xứng đáng. Ai cũng xứng đáng hết, vì mỗi bên đều một cái trường phái khác nhau. Thế cho nên chị Oanh mới đánh liều xin và phá lệ một lần nha. Và nhớ tinh thần đó. Đại diện cho hai nhóm, em xin cảm ơn chị Oanh rất nhiều. Mỗi đội sẽ nhận được 10 triệu tiền đặt cược của mình. Xin chúc mừng cho hai đội. Như vậy, nhóm Hey Man, những chàng trai và nhóm Kỳ Tài đều được nhận ngay 10 triệu đồng tiền mặt từ ban giám khảo Kiều Oanh. Quỹ của cả hai nhóm sau tập 3 không bị thay đổi. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty truyền thông Khang thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.